Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài tập bấm hợp âm. Bài tập các bạn bấm hai nốt một lần ha. Đó, bấm hai nốt một lần, nghe nó sẽ rất là hay các bạn. Về cách tập cũng vậy, các bạn tập cho tay phải trước tay trái sau, mở metronome lên ha. Rồi tập đúng phát các bạn thật đều, không được ngắt nhịp, không được ngắt ngưng nghỉ giữa chừng. Rồi các bạn mới ghép tay lại với nhau ha. Các bạn sẽ tập bài tập 1 đầu tiên. 2 3 hai nốt một lần nha các bạn. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 đến phách các bạn. 2 3 4 tay trái. 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Rồi, mình nói luôn ha, những người mới bắt đầu thì khi mà các bạn mà bấm hai nốt một lần như vậy nó sẽ khó khăn do các bạn chưa có thời gian chơi đàn đủ lâu ha. Các ngón tay nó chưa được độc lập thì các bạn nhấn nó sẽ khó. Nhưng các bạn chịu khó ha. Chịu khó chúng ta tập từ từ nó sẽ được ha. Mỗi ngày mỗi ít thì chúng ta sẽ giỏi lên ha. Rồi bây giờ ghép hai tay với nhau ha. 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài 1, bây giờ qua bài 2, các bạn tập với nốt đen sẽ là một phát nhấn liên tục ha, một phát. Cách tập thì cũng tập mở mê cho nên tập ha. Các bạn chuẩn bị tay phải ha. Trái. 2 3 4 ghép hai tay. Tập xong bài tập bấm hợp âm, tiếp theo thì các bạn sẽ được tập vô bài tập tay trái bấm hợp âm như thế, tay phải các bạn đàn giai điệu. Các bạn tập nhiều để có rất là tốt. Chúc các bạn thành công.